Chào tất cả quý vị và các bạn. Tiếp theo là mình tập bài hạ giang từ câu 25 đến câu 38 ha. Vế 1 câu 25. Sự sang C nhịp trái ha. C C sang liều nhịp phải. C trước là bấm phím 8 dây 2 ha. Rồi, liếu liều sự sang nhịp trái. Liều sự sang C cống sang. Liều sự sang C liếu sang. Nhịp phải hẳn là hết với 1 câu 25. Tiếp luôn dễ hai. Ú liếu sừ sang cống liếu C nhịp trái. Nhịp này đàn nhanh ha. Ú liếu sừ sang cống liếu C là nhịp trái. Rồi tiếp luôn. C C sang cống liếu C sang sừ. C trước là phím 8 dây 2 ha. Là nhịp phải. Mình đàn lại cái nhịp này ha, nó liền ha. Rồi tiếp luôn. Cống còng liêu u nhịp trái. Sừ sang cống C sang nhịp phải ha, là hết câu 25. Mình đàn lại nguyên câu 25 ha. Là câu 26 luôn. Với 1 câu 26. Liều liếu sừ nhịp trái. Sang cống liếu C nhịp phải. C C sang cống. C trước là 8-2 ha. Liếu C sang liều sừ nhịp phải là dưới 1 câu của 26 ha. Rồi tới phần dưới 2.
cống liếu C, nhịp trái. Rồi C, C sang liều. C trước 8-2 ha. Rồi tiếp luôn. Ú liếu sừ sang C, C. C sau là 8-2. Nhịp trái. Rồi liếu cống C sang nhịp phải. Là hết câu 26 ha. Lần lại với hai câu 26. Đang lại nguyên câu 26. Sừ nhịp phải. Rồi. Rồi sang sừ liều cầm. Nhịp trái, sang là nhấn ngay vô. Tiếp luôn. U liêu u sàng sề cầm. Liêu này là 2 dây 1. Đàn lại dây 1 câu 27. Sàng xề liều còng. Nhịp trái ha. Xề là thả dây 1. Còng là phím 1 dây 1 luôn. Tiếp luôn. U liêu sáng u. Sáng là nhấn y vô. Nhịp phải. Tiếp luôn. Sừ u liêu xế là nhịp trái. Sáng còng xề xề. Sáng là nhấn y vô ha. Xề xề là xề trước thả dây 1. Trùng câu 16, 17, 18 ha. Đã giờ mình đàn T
Từ câu 25 đến câu 30 ha. Sáng u nhịp trái ha, sáng là nhắn y vô rồi sừ u liêu xề nhịp phải rồi xề xề còng liêu nhịp trái xề trước thả dây một liêu là phím hai dây một ha. Tiếp luôn sàn sáng liêu nhịp phải ha, sáng này cũng nhắn y vô là dế một của câu 31 ha. Sang cống liếu xê nhịp trái, cống xê sang cồng nhịp phải, sang là nhắn ngay vô tiếp luôn. Liêu xê sáng cồng, liêu xê cống cồng, liêu xê cống cồng nhịp trái, xê cồng liêu u nhịp phải ha. Câu 32 trùng câu 2, 33 trùng câu 27. Là mình đàn luôn câu câu 32 33 ha. Sàn này xề liều còng bỏ nhịp trái ha,
liêu sàn xề liêu cầm là nhịp phải. Chứ là sừ u liêu cầm, sừ là 1/2 ha, cầm này là phím 1/1. Tiếp luôn, rồi liêu cầm xề sàn là dưới 1 của câu 34 ha. Là dưới 2 luôn. Sàn sừ, hò sàn sừ rồi sàn xê liêu công, xê là thả với một ha, công là phía 1/1, nhịp trái. Tiếp luôn, sàn công liêu xê, xê là thả với một ha, nhịp trái nhịp phải. Tiếp luôn, này xề xề sàn cầm, xề trước là xề sau là thả dây một, cầm là 1/1 luôn. Tiếp luôn, này liêu xề sàn hò sừ. Đàn lại với nguyên câu 34, bỏ nhịp trái. Lại câu 34 rồi nữa. Cống liếu xê là nhịp trái, xê xê sang liều nhịp phải, xê trước là 8/2 ha. Rồi cống còng liêu u nhịp trái, sừ sang cống xê sang nhịp phải. Làm lại ha. Dễ hai luôn. Ú liếu sừ sang xê liếu cống, nhịp trái. Rồi sang cống liếu xê nhịp phải. Rồi cống xê sang cồng, sang là nhấn ngay vô ha, nhịp trái. Xề còng liêu u nhịp phải. Đàn lại nguyên câu 35. Là
35 lần nữa. Rồi, câu 36 trùng câu 2, 37 trùng câu 3. Rồi, câu 38 luôn. Bỏ nhịp trái nha. Liều sừ sang C nhịp phải. Cống C sang sừ nhịp trái. Ú liếu cống C sang nhịp phải. Liều sừ sang C, cống C sang sừ, ú liếu cống C sang. Bỏ nhịp trái. Tiếp luôn. Rồi, cống C sang sừ nữa, nhịp trái luôn. Rồi sang sừ liều cầm nhịp phải ha. Sang là sao, là nhắn y. Là tiếp luôn. Liêu xế sáng xề nhịp trái. Sáng cũng nhắn y luôn. Rồi xề xề còng liêu. Xề trước là thả như một ha. Rồi đằng lại câu 38. Bỏ nhịp trái. Câu 38 lần nữa. Rồi tới đây là hết bài hát, mình đàn lại từ câu 31 đến câu 38 ha. Giờ mình đàn lại cho các bạn một lần từ câu 25 đến câu 38, rồi mình hẹn lại video tiếp theo mình đàn trọn bài ha.
câu 25. Tiếp theo ha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.